Thời buổi livestream đang bùng nổ, không phải những buổi live bán nước hoa như anh Huấn Hoa Hồng, cũng không phải đi bán khẩu trang như Phạm Thoại, cũng chả phải là những phiên bán hàng như Chiến Thần Hà Linh, mà giờ đây livestream đã lên một tầm cao mới, là đi bắt những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất hành tinh cũng có thể live được. Bỏ qua cả tính mạng để có những phiên live chân thật nhất, bạn hãy cùng Tẻm Review tìm hiểu bộ phim siêu hay này nhé. Đây là Frank, một cảnh sát bị thất sủng vì đã mắc phải lỗi lầm trong quá khứ. Giờ anh ta được giao đi làm cảnh sát đường phố. Frank có một thằng cháu da đen giúp anh bớt cô đơn trong cuộc sống này. Thằng cháu còn giúp chú quay lại những clip rồi đăng lên mạng xã hội. Hai người hay ngồi tâm sự như hai thằng bạn thân. Ông cháu da đen hỏi chú tại sao không thuộc về đội đặc nhiệm mà lại đi làm anh cảnh quen thế này. Ông chú chỉ biết xoa đầu thằng cháu mà cười trừ. Còn đây là Ava, là phóng viên trẻ của đài truyền hình. Cô ta luôn đưa đến những thông tin giật gân nhất trong ngày. Đứng sau Ava còn có một cô bạn thân đeo kính này. Cô bạn sẽ giúp Ava biên tập lại những nội dung rồi đăng lên kênh YouTube kiếm tiền. Ở quảng trường lớn, một đội đặc nhiệm đang tập trung tìm kiếm một tên bắt cóc tống tiền. Các anh cảnh được bố trí khắp nơi cho nhiệm vụ lần này. Một tên nghi phạm mặc áo đen trùm đầu đeo kính râm. Ông đội trưởng ra lệnh đợi tên nghi phạm nhận tiền rồi bắt hắn. Nhưng có vẻ tên nghi phạm đã đánh hơi được thứ gì đấy. Hắn ta quan sát xung quanh mỉm cười rồi bỏ chạy. Ông đội trưởng hạ lệnh bắt hắn ngay lập tức. Một anh cảnh da đen chạy đến tiếp cận, nhưng bị tên nghi phạm rút dao đâm một cái vào bụng gục ngay tại chỗ. Trực thăng cũng được gọi đến để truy đuổi nghi phạm. Frank đang đứng chém gió với ông cháu nghe được qua đàm. Tên nghi phạm đang di chuyển về hướng anh cảnh. Frank quan sát tìm hướng đi gần nhất đến chỗ nghi phạm. Ông cháu vẫn móc điện thoại ra quay ông chú lại được. Frank tăng tốc qua cầu rồi chạy qua những con phố. Tên nghi phạm vẫn đang luồn lách qua những con đường. Xe của các anh cảnh dí sau mà không thể làm gì được. Frank sau đó được chỉ điểm con ngõ mà tên nghi phạm đang đi. Anh cảnh chạy lấy đà đâm dầm vào hắn ta. Chưa kịp đứng lên, tên nghi phạm đã cho anh cảnh một cái đạp dính mặt vào đường. Ở chỗ cô phóng viên vô tình nghe được thấy tín hiệu từ các anh cảnh. Ava lập tức chuẩn bị đồ nghề để đi săn tin nóng này. Tên nghi phạm chạy vào trong nhà thờ. Frank cũng đuổi sát theo sau. Hắn nhảy qua cửa kính đáp xuống phía dưới. Anh cảnh không suy nghĩ mà cũng nhảy xuống bám sau. Tên nghi phạm chạy ra đường lớn đang mở khóa xe thì Frank đã đuổi kịp, chạy đến đẩy ngã hắn rồi khóa cổ tên nghi phạm. Hắn ta rút dao ra chiến, anh cảnh đập đầu tên nghi phạm rồi bẻ tay hắn, tiếp tục Frank xuống trỏ rồi nện vào sườn tên nghi phạm. Sau đó hắn cũng đạp được anh cảnh ngã ngửa ra, đang đánh nhau bon ông cháu da đen đi đến, tên nghi phạm liền bắt đi rồi quẳng ra giữa đường. May ông chú đứng lên cứu kịp thằng cháu, không thì ông cháu báo chú quá, rồi tên nghi phạm đang lẩn trốn giữa đám đông. Đang lơ ngơ thế nào lại gặp hai đồng chí cảnh sát, nữ cảnh sát tiến đến định bắt hắn ta. Nhưng tên nghi phạm lên trỏ bẻ tay nữ cảnh sát, thế mà vẫn còn dùng được chân đạp anh cảnh một phát giữa mặt. Nữ cảnh sát bẻ tay lên gối đá móc tên nghi phạm, nhưng lại bị hắn bế lên đập thẳng xuống bàn. Sau đó hắn đến chỗ anh cảnh đấm thêm cho một phát cho gục luôn rồi chạy đi. Lúc này Frank cũng nhìn thấy được tên nghi phạm liền đuổi theo. Hắn ta bật qua rào sắt chạy vào một ngôi nhà bỏ hoang. Ngay sau đó Frank cũng nhảy qua rồi rút súng đi vào trong. Nhưng tên nghi phạm không may đã chạy vào ngõ cụt. Anh cảnh bắt hắn giơ tay lên chịu trói. Tên nghi phạm mỉm cười rồi rút súng quay lại. Anh cảnh giật mình hoảng hốt bảo hắn hãy bình tĩnh bỏ súng xuống. Nhưng tên nghi phạm nói rằng hãy hỏi hắn cảm thấy thế nào khi mất tất cả. Anh cảnh không biết hỏi ai thì tên nghi phạm định nổ súng. Rất nhanh Frank cho hắn hai viên kẹo đồng nằm đất luôn. Giết hắn xong có vẻ anh cảnh rất hối hận về hành động vừa rồi. Có lẽ anh nổ súng cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Rất nhanh vụ cảnh sát bắn chết người được đưa lên các đài truyền hình. Một anh trai râu sồm đang lắng nghe bản tin. Xem danh tính của anh cảnh sát là ai, tai vừa nghe nhưng tay thì vẫn lạp từng viên đạn vào băng. Frank đang ngồi trong xe cứu thương. Đội trưởng đội đặc nhiệm đi vào thông báo với anh rằng cô con gái của ông ta bị bắt cóc vào 3 hôm trước. Kẻ mà anh đã bắn chết chính là manh mối duy nhất mà ta có. Trước khi chết hắn có nói với anh điều gì không? Frank nhắc lại lời của tên nghi phạm, hỏi hắn cảm giác thế nào khi mất tất cả. Ông đội trưởng đứng đơ người ra thì nhận được một tin nhắn. Mở đoạn video ra thì con gái ông đang bị nhốt vào một cái hòm, nước đang được bơm dần vào đó, ở góc màn hình đang có thời gian đếm ngược. Ông đội trưởng đang rất hoảng, Frank nói với ông ta rằng để mình giúp có được không? Ông đội trưởng dứt khoát bảo anh cảnh biến đi, còn thu lại súng của Frank. Ở phía ngoài Ava đặt máy nghe lén nên nghe hết được cuộc đối thoại giữa Frank với đội trưởng. Sau đó anh cảnh đi ra ngoài, Ava đã chạy đến tiếp cận ngay. Cô gái hỏi Frank rằng anh nghĩ bắn chết kẻ duy nhất biết cô bé đang ở đâu là khôn ngoan chứ. Anh cảnh bực tức cướp súng đồng đội dí vào mặt Ava. Cô có một giây quyết định sẽ làm gì trước khi một tên khốn cầm súng có thể bắn toác sọ của cô. Khi phải đưa ra quyết định trong tích tắc cô sẽ làm thế nào? Cô phóng viên chỉ biết đứng im mà lắng nghe. Trước khi bỏ đi anh cảnh còn quay lại tặng cho Ava một câu: hãy đặt mình vào người ta rồi hãng phán xét. Cuộc nói chuyện của Ava với anh cảnh đã được ghi lại. Bà giám đốc nhà đài cho Ava lấy thông tin rồi phát sóng nó ngay. Frank lang thang giữa phố đông người, giờ đang muốn đi tìm ra manh mối nào đấy. Rồi anh cảnh đi vào ngõ cúi xuống nhìn thấy tấm kính.
Frank chợt nhớ ra mình đã đánh tên nghi phạm trước ô tô của hắn. Anh nhanh chóng chạy đi đến đó. Cô phóng viên cũng đang đi thu thập thêm thông tin ngoài hiện trường thì thấy anh Cảnh chạy qua. Cô lập tức bám theo anh ấy ngay. Frank chạy đến ô tô đang nhìn ngó xung quanh. Cô phóng viên cũng đã đuổi theo kịp. Ava nói rằng hàng triệu người đang theo dõi trực tiếp từng hành động của anh. Frank bảo Ava đừng theo anh nữa, không là anh bắt cô vào tù ngồi chơi đấy. Cô phóng viên cười nhẹ bảo anh Cảnh bắt cô với bao súng rỗng à, thế thì chắc là dân thường bắt tội phạm rồi. Frank bực tức lấy máy quay của Ava đập vỡ kính ô tô tên nghi phạm. Anh Cảnh vào trong xe lục tìm mọi thứ nhưng không tìm thấy gì. Ra sau xe kiểm tra tiếp thì thấy một phong thư, mở ra xem thì trong đó là bức ảnh tên nghi phạm chụp cùng một tên khác. Ava cầm phong thư lên xem thì trên đó có ghi một địa chỉ. Frank nói với cô phóng viên rằng mình đang cần có một chiếc xe. Ava bảo anh Cảnh kích nổ xe kia được không? Frank bảo cô phóng viên xem phim nhiều quá rồi đó. Sau đó anh Cảnh tiến đến nói cho Ava biết rằng đang có kẻ bắt cóc con gái đội trưởng đặc nhiệm. Nó đang bị nhốt trong một cái hòm và sắp bị chết đuối. Chúng ta chỉ còn 60 phút nữa thôi. Nữ phóng viên bảo rằng có thể đi xe của cô ta, nhưng phải cho cô ấy ghi hình lại. Hai người nhanh chóng đi lấy xe. Sự việc anh Cảnh đi giải cứu con tin được phát trực tiếp trên các đài truyền hình và mạng xã hội. Mọi người có vẻ rất quan tâm đến chuyện này. Frank chui vào ô tô của cô phóng viên có vẻ hơi khó vào. Xong anh Cảnh tăng ga đạp số di chuyển, rồi vút lên dốc ôm cua như một tay đua chuyên nghiệp. Trên đường đi đến địa chỉ kia, có đến 65.000 người đang theo dõi họ. Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người lúc này. Frank đang lái xe thì đã có fan hâm mộ chào hỏi anh Cảnh rồi. Vì mải để ý đến người hâm mộ, Frank suýt đâm vào xe tải trước mặt. Anh Cảnh đạp phanh đánh lái, làm chiếc xe bị lật vài vòng rồi trượt dài trên đường phố. Mọi người theo dõi được cảnh này mặt cũng ngợt ra vì quá nguy hiểm. Những người dân xung quanh đứng đấy cũng chỉ biết bỏ cái điện thoại ra mà quay lại. Rất may anh Cảnh không sao, anh ta từ từ chui ra khỏi xe. Xong rồi quay lại kéo cô phóng viên thoát ra. Frank đưa Ava đi rồi xin lỗi về chiếc xe. Anh Cảnh chạy đến đòi mượn ô tô của anh tóc rủ, nhưng anh ta có vẻ không muốn cho anh Cảnh mượn. Bỗng dưng xe của cô phóng viên phát nổ. Frank thấy thế đẩy anh tóc rủ vào rồi cướp tạm cái xe. Nhấn ga chạy đi khiến anh tóc rủ bật ngửa ra. Anh Cảnh tăng tốc trên đường phố, rồi đi vào ngõ nhỏ thì cũng đến nơi. Hai người đi vào trong nhà rồi lên cầu thang. Địa chỉ mà họ đến là tiệm nhạc đĩa. Chủ của nơi này là một bóng hồng đen đầy sức mạnh. Với màn chào hỏi đầy thô bạo, bóng da đen đẩy ngã anh Cảnh ra đất, sau đó nhấc bổng lên rồi quăng mạnh vào gương. Anh Cảnh nhấc quả tạ lên đáp trả, nhưng có vẻ như mũi đốt inox. Giờ là màn khiêu vũ giữa anh Cảnh và bóng da đen. Chưa dừng được lại ở những cú va đập, bóng da đen còn cho anh Cảnh húc vào tường, rồi định dùng cơ thể này hiếp cho anh Cảnh tắt thở mà chết. Rất may cô phóng viên đi đến, nói rằng đang có cô bé sẽ chết trong 48 phút nữa. Frank liền đưa ảnh của tên nghi phạm cho bóng da đen xem. Cô ta nói rằng hai tên này từng đến đây, rồi đưa cho anh Cảnh xem thông tin về hai tên nghi phạm. Sau khi có được địa chỉ của hai tên kia, Frank cùng cô phóng viên lên đường. Nhưng Ava vẫn phải quay lại cho bóng da đen cái tẹt mông đã. Frank xuống đường định cướp ô tô để đi, thì xe cảnh sát ở đâu lao tới. Họ bắt anh Cảnh quỳ xuống đầu hàng lại, vì Frank đang bị đình chỉ mà lại đi làm những việc phá hoại thế này. Anh Cảnh đang cố giải thích mình đang có địa chỉ hai tên nghi phạm, thì từ xa một ô tô đen lao tới với vận tốc rất nhanh, rồi đâm bẹp xe của cảnh sát. Sau đó tên râu xồm ở đầu phim bước xuống. Hắn ta nổ súng về phía cảnh sát. Tên râu xồm đến đây để tìm Frank. Hắn ta là anh trai tên nghi phạm đã bị giết. Anh Cảnh chạy đến cốp xe, lấy cho mình hai khẩu súng để ra chiến. Frank đi ra nổ súng về phía tên râu xồm. Hắn ta né rồi bắn chết một anh cảnh sát. Quay sang nhìn thấy một anh cảnh già đang thoi thóp, đang định kết liễu thì Frank bắn nổ ô tô khiến hắn mất tập trung. Tên râu xồm bắn dí theo anh Cảnh. Frank hỏi tên râu xồm muốn gì sao lại giết người thế này. Hắn ta nói rằng anh Cảnh đã giết em trai của nó. Sau đó tên râu xồm cứ thế bắn đuổi giết anh Cảnh. Có lẽ sự hận thù của hắn ta đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này cô phóng viên cũng sợ tè cả ra quần rồi. Anh Cảnh động viên cô gái, rồi bảo chạy đến một căn nhà trống không đằng kia. Anh ta sẽ dụ tên râu xồm vào đó, mọi người ở đây sẽ được an toàn. Frank đứng lên bắn yểm trợ để cô phóng viên chạy đi. Đến nơi an toàn, Ava nhắn cho cảnh sát địa chỉ của tên râu xồm. Cô bạn thân của Ava khuyên cô ấy nên rút lui, nơi này quá nguy hiểm rồi. Nhưng cô phóng viên quyết định quay lại để giúp anh Cảnh. Frank đang cố dụ tên râu xồm ra khỏi chỗ đông người. Anh Cảnh phá cửa vào một căn nhà. Đằng sau tên râu xồm cũng dí sát nút. Anh Cảnh tìm ngay cho mình một chỗ núp. Anh trai tên nghi phạm đang chậm rãi đi vào. Frank nói vọng ra không muốn giết tên râu xồm, giờ chỉ muốn biết cô bé kia ở đâu mà thôi. Nhưng tên râu xồm đáp trả, mày đã bắn vào đầu em tao, giờ tao cũng muốn mày phải chết. Thấy tên râu xồm đi vào trong, anh Cảnh chạy vòng phía sau rồi đi lên tầng. Hắn ta bám theo lên tầng thăm dò. Frank nấp sau tường đẩy ngã tên râu xồm xuống tầng, rồi dùng sức khóa cứng hắn ta lại. Nhưng tên râu xồm đã thoát được ra, dùng tay siết cổ anh Cảnh, rồi đá Frank bay ra xa. Hắn ta lao vào đạp anh Cảnh, túm cổ rồi lên gối liên tục. Lúc này anh Cảnh cũng vật ngã được tên râu xồm, rồi đá vào bộ hạ của hắn ta, bồi thêm cho hắn một phát đá bay người.
anh Cảnh xông tới bị tên dâu sồm vật ngã, rồi liên tục là những phát đấm vào người. Frank vớ được gậy sắt phang lại được mấy cái, đứng lên vụt thẳng vào mặt tên dâu sồm, hắn ta loạng choạng vớ được khẩu súng máy, bắn dí anh Cảnh chạy mất hồn mất vía. Đúng lúc này cô phóng viên lại đi vào thì chạm mặt tên dâu sồm, hắn ta vui vẻ giơ điện thoại lên biết mình đang được phát sóng trực tiếp, tên dâu sồm lớn tiếng chửi ông đội trưởng. Con gái của mày sẽ 37 phút nữa sẽ phải chết, rồi mày sẽ trải qua cảm giác mất đi người thân mà mày chẳng có thể làm gì để thay đổi cả. Rồi hắn ta cướp lấy điện thoại của cô phóng viên, chĩa súng và hướng máy quay về cô ta, định kết liễu cô phóng viên thì anh Cảnh từ trên nhảy xuống đè ngã tên dâu sồm. Rồi nhanh chóng đưa cô phóng viên chạy trốn trên lầu, nhưng bên trên lại là đường cụt, chỉ còn cách nhảy xuống bể nước phía dưới. Cô phóng viên thấy độ cao phải đáp xuống mà không dám nhảy, nhưng khi tên dâu sồm dí súng theo thì không còn cách nào cũng phải xuống. Rồi hắn ta lao vào anh Cảnh, chắc lại một trận sống mái nữa đây, nhưng không, hai anh ôm nhau nhảy xuống bể nước. Tên dâu sồm không biết bơi nên đã uống no nước, sau đó được anh Cảnh kéo lên ép hắn ta nói ra địa chỉ, nhưng hắn ta nhất quyết không nói. Anh Cảnh mất bình tĩnh ghi tay mạnh quá khiến tên dâu sồm ngất đi, Frank sau đó nhớ ra địa chỉ nhà tên dâu sồm, anh Cảnh chạy ra ngoài đường chặn lấy con xe. Thẳng tay tống anh tài xế ra ngoài mà lấy xe đi, còn tên dâu sồm đang được đưa lên xe cứu thương. Trên đường đi cấp cứu hắn ta tỉnh dậy, lấy súng giết chết hàng loạt y tá và lái xe. Rồi hắn ta bước xuống, đi về hướng mấy anh Cảnh bắn hạ từng người mà không tốn ít sức nào. Sau một chặng đường Frank cũng tìm được nhà tên dâu sồm. Đi vào từ cửa sau để tìm kiếm manh mối, thì anh Cảnh suýt dẫm vào bẫy, nhìn quả bom này không cẩn thận thì chắc banh xác luôn. Anh Cảnh đi kiểm tra xung quanh thì phát hiện ra một đường hầm, xuống dưới đấy thì chằng chịt là hệ thống thuốc nổ. Cuối đường Frank thấy một chiếc hòm. Anh Cảnh dùng sức mở nó ra, nhưng bên trong lại là hình nộm, hóa ra đây chỉ là cái bẫy. Phía trên cô phóng viên cũng đang đi xuống thì dẫm phải kíp nổ. Giờ cô ta phải giữ cái đầu thật lạnh, không thì với chỗ thuốc nổ kia thì chúng ta banh nóc. Frank bảo cô phóng viên hãy ở yên đây, anh ta sẽ đi tìm dây rồi cắt đi xem có được không. Vừa đi xuống dưới thì xe cứu thương đâm dầm vào nhà, rất may cái kíp nổ của cô phóng viên đã bị hỏng. Tên dâu sùng bước xuống xe nói với anh Cảnh, mày hãy đợi đồng hồ đếm về số không đi, để xem con bé còn sống hay đã chết. Frank bảo hắn ta cô bé vô tội hãy tìm anh Cảnh để giải quyết. Vừa dứt lời thì tên dâu sùng lã súng anh Cảnh thụt cả cổ lại. Frank chạy lên lầu thì dẫm phải kíp nổ kho bom. Một vụ nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả căn nhà. Cô phóng viên cùng anh Cảnh trèo lên nóc nhà, xung quanh là biển lửa không có cách nào để thoát xuống. Ava thì đang cầu cứu qua sóng trực tiếp, anh Cảnh gạ cô phóng viên nhảy xuống đất, cùng lắm chỉ là gãy xương thôi, chứ còn ở trên đây thì chết cháy. Rất may cho Frank đã có trực thăng đang bay đến, bọn họ đã có thể được cứu rồi. Trực thăng tiếp cận anh Cảnh, cô phóng viên vừa nhảy lên thì phía sau Frank tên dâu sồm đã bám vào chân anh ta. Hai người cứ thế đu mình trên không, tên dâu sồm kéo anh Cảnh tí nữa thì văng xuống, rồi hắn ta sức khỏe hơn người cũng trèo lên được trực thăng. Cô phóng viên dùng máy quay đập hắn ta nhưng bị hắn cướp lấy rồi vứt đi. Ava cố gắng giằng co với tên dâu sồm, lúc này anh Cảnh cũng trèo được lên, dùng tay kẹp cổ hắn ta, rồi đẩy tên dâu sồm về phía sau, nhưng hắn ta vẫn bám được lại dùng tay dí anh Cảnh xuống. Frank dùng hết sức mình đẩy hắn ta về sau, rồi vật ngược tên dâu sồm ra khỏi trực thăng. Đến phút cuối anh Cảnh vẫn muốn cứu hắn ta, hỏi cô bé đang ở đâu. Tên dâu sồm chỉ hét lớn rằng đã nằm dưới 3 tấc đất rồi, xong hắn tự buông tay ra kết liễu chính bản thân mình. Cô phóng viên an ủi anh Cảnh đã làm hết sức rồi, Frank gục ngã vì mình mà cô bé bị giết. Sau khi nhận được cái ôm của cô phóng viên, anh Cảnh lấy lại bình tĩnh nhớ lại chiếc hòm dưới hầm, đó là địa chỉ của một nghĩa trang gần đây. Trước lúc chết tên dâu sồm đã nói là nằm dưới 3 tấc đất. Frank yêu cầu trực thăng mau di chuyển đến nghĩa trang ngay. Cô phóng viên nhờ cô bạn thân tìm vị trí chính xác một ngôi mộ. Tất cả đơn vị cảnh sát đã được thông báo đến địa chỉ này. Sau khi có được vị trí, anh Cảnh cho trực thăng hạ cánh. Các nhà đài cũng thông báo cho mọi người đi về nghĩa trang trợ giúp. Anh Cảnh chạy nhanh đến ngôi mộ, dùng tay đào bới đất ra. Nhưng với tốc độ như này e rằng không kịp. Từ đâu một ông tóc dài cầm sèng tới giúp, rồi sau đó là thằng cháu báo thủ. Và bây giờ là cả một cộng đồng đến để giúp anh Cảnh. Đây là sức mạnh của sự đồng lòng, một cây làm trả lên non, 3 cây trụm lại lên hòn núi to. Sau một hồi đào bới thì cũng thấy lắp của chiếc hòm sắt, Frank dùng xà cày gậy lắp ra, rất may mắn cô bé được cứu kịp thời. Mọi người vỗ tay cổ vũ trong hạnh phúc, cuối phim ông đội trưởng cũng đã đến ôm lấy con gái của mình. Ông ta thầm cảm ơn Frank, bộ phim kết thúc. Đây là bộ phim nhiệm vụ khó khăn, được ra mắt vào năm 2019. Mình là Tẻm Review. Nếu bạn thấy hay hãy like và đăng ký. Còn không thấy hay cũng hãy like và đăng ký để ủng hộ Tẻm nhé. Hẹn gặp lại bạn.